Xin chào các bạn, chào quay trở lại với kênh YouTube của Cậu Review. Như vậy là Apple đã chính thức giới thiệu ra bộ 3 iPhone của mình ở trong năm 2019 này. Chúng ta sẽ có chiếc iPhone 11 là sự cải tiến cho chiếc iPhone 10R năm ngoái. Và đồng thời thì iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max sẽ là sự thay thế cho iPhone 10S và iPhone 10S Max. Trong buổi lễ giới thiệu thì Apple cũng đã công bố giá của bộ 3 sản phẩm này, cũng như là ngày mà họ sẽ cho chúng ta đặt hàng và ngày mà họ sẽ bán chính thức ra cái sản phẩm này. Cụ thể là vào ngày 13 thì chúng ta có thể đặt hàng luôn và vào ngày 20 thì chúng ta có thể nhận được hàng. Tất nhiên là đó sẽ chỉ là ở một số thị trường mà Apple mở bán đợt đầu mà thôi. Còn nếu như về đến thị trường Việt Nam theo hàng chính hãng thì chúng ta sẽ phải chờ đến tận tháng 11 thì phải thì mới có máy để chúng ta mua. Và các bạn có để ý thấy không, đợt này thì Apple mở bán ra rất là sớm và chúng ta có thể nhận hàng được rất là sớm luôn. Nếu như những bạn nào mà muốn trải nghiệm mới ấy, thì có thể mua hàng xách tay ngay vào ngày 20 tháng 9 này thì chúng ta đã có máy để có thể là sử dụng rồi. Và tất nhiên mua ở ngày đầu tiên thì nó luôn rất là đắt đỏ, nên mình nghĩ là cứ chờ đến khoảng 1-2 tháng nữa khi mà về hàng chính hãng thì khi đó cái mức giá nó sẽ bình ổn hơn và chúng ta sẽ có một cái mức giá để sở hữu cho một chiếc iPhone 11 và iPhone 11 Pro và kể cả là Pro Max nữa thì nó sẽ là tốt hơn rất là nhiều. Và tất nhiên với cái việc mà Apple mở bán rất là sớm dành cho cái chiếc iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max và kể cả là iPhone 11 thì rất nhiều người đang đặt ra câu hỏi rằng là liệu chúng ta có nên nâng cấp lên những cái chiếc iPhone mới này hay không. Ví dụ như những bạn đang dùng 10R này, 10S hay là 10S Max thì có nên nâng cấp lên hay không, thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về cái vấn đề đó. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy luôn đó là chúng ta sẽ có một cái sự nâng cấp tương đối là rõ rệt về mặt cấu hình. Năm nay thì mã chip sẽ là A13 và hậu tố của nó vẫn sẽ là Bionic, một con chip hứa hẹn cho hiệu năng hết sức là ấn tượng, khi mà trong buổi lễ giới thiệu thì Apple cũng đã tung ra những cái thống kê so sánh giữa những con chip mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Cụ thể thì họ có đưa ra thông số đó là ngay cả con chip A12 thì nó vẫn cho một cái hiệu năng rất là mạnh, mạnh hơn tương đối là nhiều so với cả những con chip flagship ở thời điểm năm nay như là Snapdragon 855 được trang bị ở trên S10 Plus này, hay là những con chip Silicon Kirin từ nhà Huawei. Và con chip A13 mới nhất của họ thì nó vẫn mạnh hơn tương đối là nhiều so với con chip A12 được ra mắt ở thời điểm năm ngoái. Nên nhìn chung, việc mà Apple thống trị trong khoản hiệu năng trên những chiếc smartphone và làm mưa làm gió ở trên những bài speed test là điều mà người ta chắc chắn sẽ dự đoán được trước. Với cá nhân mình, hiệu năng của một chiếc điện thoại nó sẽ quyết định xem rằng là chúng ta có thể sử dụng được bao lâu cái chiếc điện thoại đó, cũng như là trong quá trình trải nghiệm thì nó có đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm đó mượt mà hay không. Thì với những chiếc iPhone mới nhất này, câu trả lời chắc chắn sẽ luôn luôn là có rồi. Vì iOS vốn nó đã rất mượt mà, nay được trang bị thêm một cái cấu hình nó rất là mạnh. Khi mà Apple đã chính thức nhảy vào cuộc đua cạnh tranh về mặt cấu hình trên những chiếc smartphone thì các bạn có thể biết được rằng là sức mạnh của những chiếc iPhone nó sẽ được phát huy tối đa như thế nào, cũng như là việc mà Apple đã tập trung về mặt hiệu năng như thế này ấy, thì các hãng Android khác ấy, có lẽ là sẽ phải hít khói dài dài trong khoảng thời gian sắp tới. Như vậy về mặt hiệu năng, chúng ta sẽ được cải thiện tương đối đáng kể và nó cũng sẽ hỗ trợ thêm cho chúng ta rất là nhiều cái tính năng về sau nữa. Tiếp đến là sự nâng cấp rất đáng kể về mặt camera mà Apple có đề cập đến. Mỗi mã iPhone ở năm trước, năm nay nâng cấp lên thì chúng ta sẽ được cộng thêm một ống kính. Trong đó thì với chiếc iPhone 11 chúng ta sẽ có hai ống kính đem lại tính năng chụp góc rộng thêm, và tất nhiên vẫn sẽ có những cái tính năng cũ như ở trên iPhone 10R. Với iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max thì chúng ta cũng sẽ được cải thiện thêm một ống kính ultra wide cho chúng ta thêm cái tính năng chụp ảnh góc rộng, cùng với đó là có thêm rất là nhiều những cái tính năng hỗ trợ tốt hơn cho việc chụp ảnh và quay phim. Và ngay cả ở camera selfie, một trong những cái điểm mà Apple không thường xuyên đề cập đến trong những buổi lễ giới thiệu của mình trong những năm gần đây, thì họ cũng đã đưa vào một cái tính năng đó là khả năng quay video slow motion ở camera selfie. Đó là một cái tính năng mà có thể trong thời gian tới nó sẽ trở thành một cái trend tương đối là hot. Như vậy về camera, đó là một sự nâng cấp tương đối đáng kể, ít nhất là theo như những gì mà Apple đã công bố ra. Ngoài yếu tố hiệu năng và camera thì chúng ta sẽ còn có thêm những cái nâng cấp gì nữa? Câu trả lời đó là về pin. Pin ở trên những thiết bị iPhone luôn luôn là một cái vấn đề rất nhức nhối đối với người tiêu dùng. Kể từ thời điểm trước đây thì chúng ta chỉ có duy nhất bộ dòng Plus là nó đem lại cho chúng ta một cái thời gian sử dụng pin nó tương đối tốt mà thôi. Năm ngoái thì chúng ta có chiếc iPhone 10R, một chiếc điện thoại mà có pin rất là trâu, và cái này thì người tiêu dùng đã đánh giá được rồi. iPhone 10S Max thì ở thời điểm năm ngoái pin của nó cũng rất là lớn, nhưng tuy nhiên thì cái thời gian on-screen của nó lại không thực sự là đạt được cái ấn tượng như người ta đã kỳ vọng. Tuy nhiên thì năm nay pin của iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đã tăng lên tương đối là nhiều. Với chiếc iPhone 11 ấy, thì nó là cải thiện của iPhone 10R và nó cũng sẽ có thêm 1 giờ sử dụng theo như Apple công bố ra.
Với iPhone 11 Pro thì nó sẽ hơn 4 tiếng so với cả cái chiếc iPhone 10S của thời điểm năm ngoái. Và 11 Pro Max thì nó sẽ hơn 5 tiếng so với cả iPhone 10S Max thời điểm năm ngoái. Tất nhiên đó chỉ là những cái mà Apple họ công bố ra mà thôi. Hơn 5 tiếng, hơn 4 tiếng, hơn 1 tiếng với những cường độ sử dụng như thế nào thì họ lại không hề nói ra. Có thể là tăng ở thời gian chờ này, hay là có thể tăng ở thời gian đàm thoại các thứ. Cái này thì chúng ta sẽ có thể kiểm chứng được ngay sau khi mà có máy ở thời điểm ngày 20 tháng 9 này. Nhưng tất nhiên với cải thiện về pin thì có vẻ như Apple đã bắt đầu lắng nghe người tiêu dùng rồi. Và họ bây giờ cũng đã tập trung nhiều hơn vào khoản tính năng, chứ không còn chỉ chú ý đến mặt làm giá trên thiết bị của mình nữa. Cùng với đó thì năm nay các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ không có iPhone 11R mà thay vào đó nó sẽ là iPhone 11 luôn. Đây là một cái cách đổi tên nhìn qua có vẻ đơn giản thôi, nhưng nó sẽ là một cái gì đó đánh vào tâm lý của chúng ta. Khi mà các bạn nghe cái chữ iPhone 11 ấy thì nó sẽ là một chiếc iPhone mà kiểu như là không bị rút gọn đi gì cả, và nó cũng là một cái chiếc iPhone của năm 2019 chứ không phải là iPhone 11R, một phiên bản rút gọn đi xong rồi lại còn iPhone 11 rẻ chẳng hạn. Đó thì như vậy là nó cũng sẽ đánh vào cái tâm lý của chúng ta, kích thích chúng ta là mua hàng nhiều hơn chứ không phải lựa chọn đến những cái phiên bản mà nó bị rút gọn đi, đúng không? Hơn nữa thì năm nay iPhone 11 nâng cấp cho iPhone 10R, giá của nó lại còn rất tốt, tốt hơn cả ở thời điểm năm ngoái so với cả iPhone 10R khi mà năm ngoái là 749 đô thì phải. Năm nay thì là 699 đô, một mức giá rất là ấn tượng. Và với những người mà vừa mua cho mình chiếc iPhone 10R thì xin chia buồn cùng các bạn. Có lẽ bây giờ các bạn cũng đang hơi tiếc tiếc rồi đúng không nào? Vậy thì chúng ta có nên nâng cấp lên những cái phiên bản này hay không? Với những cái sự nâng cấp như vậy thì mình nghĩ là tầm giá này là có thể mua được dành cho bộ 3 iPhone trong năm nay. Có thể là các bạn sẽ chê rằng cái thiết kế của nó không có gì đột phá, thiết kế của nó không có gì xấu. Nhưng tuy nhiên, những cái thiết kế của nhà Apple từ trước cho đến nay thì chưa bao giờ nó là thế mạnh cả. Và nó cũng không thực sự là có những cái sự đột phá nhất định. Tuy nhiên, họ đã làm ra thì chắc chắn là các hãng sản xuất smartphone Trung Quốc ấy, họ sẽ bắt chước rất là nhanh và năm sau thì nó sẽ lại trở thành trend thôi. Hơn nữa thì theo thời gian các bạn nhìn quen rồi ấy, thì sẽ cảm thấy nó là kiểu như là sao nhỉ, hợp mắt dần. Nên là cái điều này thì cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Và bên cạnh đó ấy, thì cái mà Apple luôn luôn làm tốt đó là về chất lượng hoàn thiện ở trên những cái sản phẩm của mình. Năm nay thì mình nghĩ là cũng sẽ làm tốt như vậy thôi. Và cùng với đó ấy, thì họ còn có thêm một cái màu sắc mới, rất có thể nó sẽ là trend ở năm sau, bởi vì nhìn cái màu sắc này nó rất là đẹp. Đó là màu Midnight Green, mình rất thích cái màu sắc này. Thì đó là quan điểm của mình. Nếu như bạn có tiền và nếu như bạn muốn trải nghiệm những cái công nghệ mới ở trên một chiếc smartphone thì iPhone 11 Pro, 11 Pro Max và iPhone 11 nó sẽ là những cái sự nâng cấp tương đối là đáng giá, ít nhất là ở trên lý thuyết là vậy. Còn thực tế như thế nào thì chúng ta sẽ phải chờ về những video review khi mà sản phẩm này nó chính thức được đưa về thị trường Việt Nam. Đó là quan điểm của mình, vậy thì còn quan điểm của các bạn sẽ là ra sao? Xin mời hãy để lại ý kiến ở phía dưới phần comment video, chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.